Hành trình qua cánh đồng chết, số 29, tác giả Chanrithi Him. Chúng tôi chia sẻ cho nhau nỗi sợ hãi của mình, kể lại mình hút chết như thế nào. Một người đàn bà, hàng xóm của tôi, kể huyên thuyên, tay vung vẩy. Hồi nãy, tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa, rồi đột nhiên một quả pháo nổ làm tôi sợ muốn chết, hồn vía bay đâu mất. Rồi tôi thấy Ri đang bò, tôi bèn bò theo, đầu áp sát đất. Khuôn mặt lo lắng của chị Ra hình như cũng muốn kể chuyện mình. Khuôn mặt của những người khác là tấm gương soi của người đang kể lại câu chuyện. Rồi đột nhiên, mọi cái đầu bỗng quay về phía cánh rừng nơi tôi đầu tiên thấy Khmer đỏ. Tôi giật mình, thấy nhiều người đàn ông đang tiến về phía chúng tôi, mặc đồng phục đen và quấn khăn rằn quanh cổ. Đeo trên vai là súng trường, bazooka, súng phóng lựu, quanh hông quấn đầy băng đạn. Đi ngang qua, họ nhìn chúng tôi nhìn họ, chuẩn bị tinh thần cho lúc họ xả súng bắn chúng tôi. Mọi người khác cầu xin tha mạng. Tôi không làm thế. Tôi tê liệt vì quá sợ. Chúng tôi không giết các người đâu, một người Khmer đỏ cao giọng tuyên bố, giọng nghiêm khắc. Cảm ơn Lốc, cảm ơn các ngài rất nhiều, người phụ nữ hàng xóm của tôi vừa nói vừa khóc, hai tay chắp lại, đưa lên trán nhiều lần. Ngay khi họ vừa khuất sau dãy lều, súng lại nổ. Mọi người kêu la như trước. Lính Khmer đỏ đang xung đột với lính Para ở đâu đó trong khu vực trại. Mọi người leo lên khỏi con mương, chạy hoặc khom mình theo con mương vào rừng. Trong giây phút ấy, tôi không còn biết các anh chị em tôi ở đâu nữa. Tất cả những gì tôi biết là chạy cứu lấy thân. Đột nhiên, một viên đạn bay vù tới, tôi vọt về phía trước tránh đạn. Và khi tôi nhìn tới thì tôi thấy chị Ri tay cầm tay Mập và chị Ra cùng với Sa Vông. Tôi cảm tạ linh hồn Mắc và Pa đã che chở cho tôi. Trong rừng cây, chúng tôi dừng lại nghỉ. Các gia đình khác cũng làm vậy. Vào ngày thứ hai, anh Than, anh Van Tha và những người đàn ông khác đi liều xuyên rừng gần Thái Lan. Khi trở về, họ rất phấn khích. Họ bảo rằng họ đã trông thấy người Mỹ, và những người Mỹ này bảo họ rằng chúng tôi sẽ được đón và mang vào trong nước Thái Lan. Vài ngày sau, trước khi chúng tôi có thể thấy được điều gì, tiếng động cơ xe tải hướng đến gần. Nó nhô ra từ hàng cây cao rồi tiến theo con đường trong đám mây bụi mù mịt. Một chiếc, rồi một chiếc khác, cả thảy ba chiếc xe tải, mái phủ vải dày. Mọi người chạy lại gần xe, đàn bà và trẻ em được đưa lên một chiếc xe trước mặt chúng tôi, còn đàn ông thì lên một chiếc khác dành riêng. Chẳng bao lâu, xe đã đầy người. May mắn thay, chúng tôi đều ở trong xe cả. Dựa vào cửa sau xe, tôi nhìn quang cảnh phía biên giới Campuchia đang khuất dần qua làn bụi. Rồi tôi thấy thảng thốt, tôi đang rời bỏ quê hương. Tôi nói thầm lời từ biệt với những linh hồn của gia đình tôi. Dã biệt Mắc, dã biệt Pa, chúng con phải đi. Chương 18. Trại Khao Y Đang. Đoàn xe vận tải đã đi qua những con đường không trải nhựa bụi bậm giữa những hàng cây và những cánh đồng trống không, hết con đường ngoằn ngoèo này sang con đường khác. Rồi đoàn xe đi vào một cánh đồng cháy xém, dưới đất đầy tro than và những gốc cây dạ đen kịt, nhỏ bằng ngón tay đến lớn bằng cổ tay, trông giống như những que diêm bị đốt cháy. Chút chúng tôi xuống xong, đoàn xe lại quay ra lần lượt chạy đi. Một người đàn ông cho chúng tôi biết rằng mấy chiếc xe này quay trở lại đón những người còn lại và sẽ chở thức ăn thức uống cho chúng tôi. Trên cánh đồng này còn không có một bóng mát để núp, thế là chúng tôi phải đứng chân trần trên mặt đất nóng bỏng,
Chân tôi đen kịt và dính đầy tro. Mấy đứa bé khóc đòi uống nước mà không ai trong chúng tôi có một giọt nước nào. Mập và Sa Vông cũng vừa khát vừa đói, mặt chúng buồn bã, sầu thảm, lông mày nhíu tít lại. Xe chở thêm nhiều người tị nạn Campuchia nữa, và sau đó đến tối thì cuối cùng thức ăn và nước uống cũng được mang đến cho chúng tôi. Đêm đến, chúng tôi nằm ngủ trên đất, bầu trời là mái nhà. Đến ngày hôm sau, đoàn xe lại chở đến cho chúng tôi tre, rơm và dây buộc. Mọi người, từ đàn ông, đàn bà và trẻ em đều giúp vào việc dựng lều, chia công việc từ vác tre cho đến mang dây cho cánh đàn ông Campuchia dựng nhà. Trong vài ngày, những ngôi lều mái rơm chia thành 10 khu cho 10 gia đình được dựng lên cạnh nhau, chỉ cách một lối đi nhỏ. Cứ mỗi khu chỉ định một người trưởng khu đại diện cho các gia đình nhằm đảm bảo việc nhận đủ thực phẩm. Trại này được gọi là trại Khao Y Đang. Quanh trại rào kẽm gai, gần đó có một vài lính Thái Lan đi tuần. Họ làm cho chúng tôi cảm thấy an toàn, không còn sợ Khmer Đỏ nữa. Chúng tôi được phát bát đĩa, xô chậu, nhiều màu cùng chăn màn. Tất cả những thứ đó là cả một ân huệ cho chúng tôi, và tôi rất nhớ điều này. Tuy nhiên, tôi vẫn ao ước cái ngày chúng tôi không nhận khẩu phần thức ăn nước uống nữa, tức là khi mỗi chúng tôi tự múc cơm ăn và cháo mà không còn phải lo mình có lấy quá nhiều không. Vài tuần sau khi chúng tôi đến đây, các con buôn người Thái cũng đến nơi hàng rào lảng vảng ở đó, cách xa chỗ lính gác. Chúng tôi đói, và thế là họ mang bắp nấu, trứng, rau đến bán cho chúng tôi. Tin này lan ra khắp trại. Vào ban đêm, trẻ em và đàn ông chạy qua hàng rào để buôn bán, khiến cho một bé trai bị lính bắn chết. Một tháng sau, thay vì chạy đến hàng rào để mua bán, các con buôn người Thái mang luôn hàng vào trong trại. Sau nửa đêm, tiếng bước chân nhẹ nhẹ và tiếng nói khe khẽ, lo âu vang lên dọc lối đi hai bên lều chúng tôi. Họ phải cố giữ hoạt động kín đáo, đừng cho lính Thái biết. Đêm nào cũng có buôn bán, sau đó là rượt đuổi dọc theo các hẻm nhỏ, sau cùng là việc lục soát lều của dân tị nạn. Với tất cả những chuyện đó, dầu chúng tôi có dính vào việc mua bán hay không, chúng tôi cũng bị phiền nhiễu. Nhưng những kẻ khổ nhất là những người Campuchia mua hàng bị bắt. Họ bị lính đá và đánh đập bằng báng súng. Cuối cùng thì một cái chợ dã chiến mọc ra vào ban ngày, bán đầy rau quả và những chiếc xà rông, áo hoa rất đẹp. Còn hôm nay thì căn lều của chúng tôi thơm lừng mùi cà ri ngọt ngào nấu với nước dừa tươi ép ra, thịt bò, hành, đậu tây, khoai. Trong cái bọc nhựa màu xanh đặt trên xô nước là những bó bún sắp theo hình xoắn ốc dùng để ăn với cà ri bò, giá, bạc hà. Có 15 khách, phần lớn là bạn của chị Ra, anh Van Tha, tụ tập trong lều của chúng tôi. Một số ngồi gấp chân trên tấm nệm trải trên nền đất gần chị Ra và anh Van Tha. Một số khác đứng gần cửa. Sa Vông, Mập, chị Ri, anh Than và tôi ngồi trên cái sàn tre nơi chúng tôi thường ngủ, nhìn chị Ra và anh Van Tha làm lễ cưới dưới sự chủ trì của một người đàn ông già, có lẽ trước đây là một nhà sư. Nơi góc xa của chiếc sàn tre là đồ cúng mà chị Ra đi làm để cúng linh hồn của Pa, Mắc, chị Chê, em Avi và em Vin, anh Tha và cả linh hồn của tổ tiên nữa. Hai bát cà ri, hai bát bún, hai ly nước, một nén nhang cháy được cắm chắc vào lon đựng gạo. Đồ cúng này là lời mời những người chết đến dự đám cưới, đồng thời cũng có nghĩa là lời cầu xin linh hồn người chết mang lại hạnh phúc và sức khỏe hoặc bất cứ điều gì chị Ra cầu xin. Xin Ara và Van Tha cưới nhau nhiều hạnh phúc và nhiều con cái. Người bạn thân nhất của anh Van Tha là chú Ly, khấn vái, mọi người cười ồ lên. Chị Ra 22 tuổi, mỉm cười bẽn lẽn, mặt chị mịn màng, thanh nhã, tóc chị chải khéo, uốn cong lên,
trông chị giống như ngôi sao điện ảnh Trung Hoa với chiếc áo viền đăng ten màu kem từ hồi ở Nông Pênh mà chị cố giữ nguyên lành suốt trong thời gian Khmer đỏ cai trị. Chú Ly cười nhiệt thành rồi ngắm chị ra, ngắm anh Van Tha. Trước đây, chú thường đến lều chúng tôi và quen biết gia đình chúng tôi. Chúng tôi cũng biết gia đình chú. Chú thường hối anh Van Tha cưới chị ra. Nhiều lần chú cảnh cáo anh trước mặt chúng tôi. Nếu cậu không lấy cô ấy, thì chính tôi sẽ cưới cô ấy đấy. Tôi không đùa đâu. Cậu còn đợi gì nữa? Cô ấy là một phụ nữ tốt và thuộc về một gia đình tốt. Anh Van Tha và chị Ra đã bán sợi dây chuyền vàng 24 carat để mua thức ăn cho lễ cưới. Vợ của chú Ly giúp chúng tôi mua thịt, rau, bún, các thứ, cũng như lo việc nấu nướng cho bữa tiệc. Khi đêm xuống và mọi người đi ngủ, một giọng nhẹ nhàng hát nho nhỏ một bài hát đầy sự háo hức, ham muốn và tiếc nuối. Đó là chị Ra, phát ra từ căn phòng chị tự làm lấy bằng cách treo màn phủ khắp các sàn tre đối diện nơi chúng tôi ngủ. Ô, háo hức biết mấy, tất cả các cảm xúc bồn chồn trong đêm mật ngọt này, tôi tiếc cho tấm thân tôi. Tiếc thay một tấm thân như nụ hoa sắp nở. Giờ đây, con ong đã lấy mất mật ngọt và bay đi xa. Nếu chàng rời bỏ tôi thật, tim tôi sẽ tan nát. Và khi đó sẽ chỉ còn là nước mắt. Thế ra đây là tình yêu mà tôi đã biết trong cái đêm đầu tiên. Xin hãy nhẹ nhàng, dịu dàng với em. Anh yêu, người ta chỉ là trinh nữ một lần duy nhất, không thể có hai lần. Chúng tôi đến Khao Y Đăng 3 tháng trước, vào tháng 11 năm 1979. Bây giờ ở đây có một lớp học tư tiếng Anh được mở ra. Tôi phải kiếm cách để trả tiền học phí khoảng 150 baht. Đó là một số tiền lớn đối với tôi vì tôi chẳng có lương hay tiền trợ cấp ngoại trừ khẩu phần thực phẩm. Tôi quyết định dùng số vàng đã mang theo từ Salakrao và đã không đưa hết cho anh Van Tha. Tôi tự bảo mình sẽ dùng số vàng này để đổi lấy việc học. Tôi sẽ đem bán số vàng ấy đi và tốt hơn là nên giữ chuyện này cho một mình biết. Chị Ra tắt kinh, chị bị đau ốm, thế là sau đó chị phải thôi không đi học lớp tiếng Anh. Các bà hàng xóm bảo rằng chị có bầu. Họ nói khi một người phụ nữ có bầu thường khó chịu vào buổi sáng. Cô ta sẽ nôn ọe, mệt mỏi và rất thèm những thứ như xoài xanh, me chua. Mấy người hàng xóm nói khi không có những thứ đó để ăn thì mình sẽ thấy đau đớn cồn cào trong ruột và ra có những triệu chứng của một người bị ốm nghén. Chị háo hức nói với các bà rằng thèm ăn và họ cười vang. Chị Ri và tôi cũng cười, còn chị Ra thì mỉm cười bẽn lẽn. Mọi người bàn tán về cuốn phim sắp được chiếu ở trại. Đó là một cuốn phim về Kitô giáo, theo những người hàng xóm cho biết, và về Jesus Christ. Tôi có nghe về Jesus Christ. Trước đây, do chị Chê kể, khi chị học về người, thời còn ở Nông Pênh, và hát một số bài hát cho chị Ra, chị Ri và tôi nghe. Bây giờ, tôi muốn biết về người. Có khác với Đức Phật không? Ngày chiếu phim đến, tôi và gia đình đi ra một cánh đồng trống có nhiều người đứng sẵn trước một màn ảnh lớn, cắm chắc trên một gò đất. Phim bắt đầu chiếu thì trời đổ mưa, mới đầu là mưa bụi, sau là mưa lớn. Một vài người có dù, nhưng phần lớn chúng tôi đứng ướt sũng dưới cơn mưa. Đàn ông cởi áo che lên đầu, phần lớn trẻ con lạnh run cùng với người lớn ra về. Cả gia đình tôi cũng thế. Tôi run bắn lên, hai tay ôm chặt lấy người, nhưng vẫn khóc khi thấy tay chân của Giê-xu bị đóng lên thập tự giá. Dẫu tôi không hiểu điều đang nói trong phim, tôi rất đau buồn và thấy gắn bó với cuốn phim, với Giê-xu Christ và với nỗi buồn của những kẻ tiếc thương người. Tôi nghĩ đến Pa và việc hành hình ông. Chị Ra đi chợ về, đặt giỏ đồ ăn xuống. Chị cười rạng rỡ, bụng chị đã tròn, nhô ra,
giống như chị đặt một trái dưa hấu dưới lần áo. Chị Ri và tôi nóng lòng nóng ruột, muốn biết chị nghĩ gì. Không biết điều gì làm chị sung sướng đến khờ ra như vậy. Chị cười, chùi hai bàn tay vào nhau như chuẩn bị để trình bày sự phấn khích của mình, rồi lại đi ra khu nấu bếp. Quá mệt vì căng thẳng, tôi gọi với theo. Chị Ra, chuyện gì vậy? Chị cười vì cái gì vậy? Em có muốn biết sáng nay chị gặp ai ở ngoài chợ không? Ai vậy? Chị Ri và tôi hỏi hầu như cùng lúc. Chị gặp cô Eng, em họ của Pa. Thấy cô, chị nghĩ, ai đây nhỉ? Mình đã gặp người này trước đây rồi. Sau đó thì chị nhớ ra, các em có biết cô bảo chị thế nào không? Cô bảo chị cái gì? Tôi hỏi. Chị Ra kể, cô Eng đã tìm ra chú Seng, người đã rời khỏi Campuchia 2 ngày trước khi Khmer Đỏ nắm quyền. Hiện giờ, chú đang sống ở Mỹ. Cô đã viết thư cho một người bạn của cô sống ở California, hỏi cô ấy thử có biết chú Seng không. Bạn cô trả lời, quả thực, cô có biết một người tên là Leng Seng, hiện sống ở tiểu bang Oregon. Cô Eng bèn viết thư yêu cầu chú bảo lãnh cho gia đình cô qua Mỹ. Hiện giờ, chú đang làm thư ký tại đó. Như thế, chị Ra nôn nả nói, chúng mình cũng có thể qua Mỹ. Tôi nhảy lên thụp xuống như đang tắm suối. Tôi cười, chụp lấy cái tin kỳ diệu, khó ngờ này, một cách háo hức. Sau chừng đó năm nhọc nhằn và mất mát, tôi hồi tưởng chúng tôi nhận được tin này. Chú Seng, người em trai duy nhất của Pa còn sống, và chú sẽ mang chúng tôi qua Mỹ. Ôi Chúa ơi, cảm ơn người. Tôi nhảy lên, ngâm nga và cười. Sau 2 tháng học tiếng Anh, tôi phải chấm dứt. Chị Ra thiếu ăn. Có đêm, chị bảo tôi và chị Ri rằng chị thường khóc, ước ao có thức ăn như chị muốn, vì chị không còn một xu nào sau khi bán sợi dây chuyền vàng. Chị thường đi dạo vòng quanh chợ để nhìn ngắm những thức ăn chị thèm, ước ao mình có tiền để mua. Tôi không đành lòng nhìn bộ mặt bi thảm của chị và quyết định cho chị tất cả số tiền còn lại từ lúc bán vàng. Mắt chị Ra sáng lên khi nhìn thấy số tiền ấy. Chị cầm lấy tiền, áp vào tim và mỉm cười. Chị Ri cũng nhìn tôi, ngạc nhiên và hạnh phúc. Sau đó, 3 người chúng tôi ra đi chợ, mua bất cứ thứ gì chị Ra thấy thèm. Và chị là bà bầu sung sướng nhất mà tôi từng thấy. Vào một ngày nắng, Mập Sa Vông và tôi đứng sắp hàng chờ lãnh phần nước. 2 đứa con gái, một chạc tuổi tôi, đứa kia bằng tuổi Sa Vông, đi đến chỗ chúng tôi và gọi Sa Vông là Peng Ang. Đứa nhỏ hơn cầm tay Sa Vông và mỉm cười. Sa Vông giật tay lại, bước sát vào tôi. Đứa con gái hỏi, Sa Vông đang sống ở đâu? Sa Vông hé mắt nhìn 2 đứa con gái, bối rối, rồi nhíu mày, đưa mắt nhìn tôi như thể xin tôi giúp đỡ. Tò mò, tôi hỏi chúng, làm sao chúng biết Sa Vông? Đứa con gái lớn bèn kể cho tôi nghe câu chuyện của gia đình Sa Vông. Lúc trước, ở một ngôi làng bên Campuchia, sau khi cha mẹ của Sa Vông chết, một gia đình Khmer Đỏ đem nó về nuôi. Sau khi bộ đội Việt Nam tiến vào Campuchia vài tháng, gia đình này bỏ trốn vào rừng, bỏ Sa Vông lại. Sau đó, khi có nhiều gia đình rời làng, đi di cư tại trại New Cam, nó đi theo họ, rồi sống với một bà già trong trại này. Bà già bảo nó đi xin thức ăn và xin tiền. Đó chính là lúc chị Ra và anh Van Tha gặp nó và mang nó về nuôi. Tôi bảo 2 đứa con gái, bây giờ Sa Vông ổn rồi, nó sống với gia đình chúng tôi và chúng tôi đặt tên lại cho nó. 2 đứa kia có vẻ mừng vì gặp nó và nghe nó đã ổn định. Sa Vông thì chỉ đứng yên, liếc mắt nhìn 2 đứa kia một cái, rồi cắm mặt nhìn xuống mặt đất đầy sỏi, đứng chờ để được phân phối nước. Tôi ngẫm nghĩ về cuộc đời Sa Vông, về cha mẹ đã chết của nó, về gia đình Khmer Đỏ đã mang nó về nuôi. Thật thú vị khi định mệnh đã mang nó lại cho chúng tôi, vốn cũng là những đứa trẻ mồ côi.
Tôi buồn khi nghe chuyện của nó, nhưng nhẹ lòng vì nó đã ở với chúng tôi và hy vọng rằng nó cũng sẽ cùng qua Mỹ với chúng tôi nữa. Khao Y đang mở rộng rất nhanh, lều mới được dựng lên để thích hợp với dòng người đổ vào đây. Về sau, còn có tin đồn trong chúng tôi rằng một số lớn người dân đã bỏ Campuchia đi và hiện đang sống ở biên giới. Tôi càng buồn khi thấy Campuchia trở thành một cái nơi càng ngày càng ít người muốn sống ở đó, mặc dù tôi rất hiểu cái nhu cầu phải lìa quê cha đất tổ khi mà chiến tranh và áp bức đã đè nặng lên cuộc sống của chúng tôi quá lâu. Một số người không thể đợi để được mang đến Khao Y Đăng, hay những người không có cơ may để đến đó do tình trạng pháp lý của họ khi đến được biên giới đã trả tiền cho những người Campuchia đưa họ sang biên giới lậu. Một trong số đó là chú Át, anh em họ của anh Van Tha từ tỉnh Công Pông Tràm. Cứ mỗi người Campuchia nhập lậu vào trại này phải trả một số tiền cho lính Thái gác trại. Để phụ thêm vào khẩu phần ít ỏi của chúng tôi, anh Than lúc này đã 16 tuổi, quyết định cùng với vài người đàn ông lớn hơn đi ra biên giới và đưa người lậu vào. Sau đó anh tổ chức đường dây riêng của mình vì anh biết đường về New Cam trên đất Campuchia và đã học tiếng Thái để tiếp xúc với lính Thái. Khi anh đi lâu hơn, anh dặn, tôi càng lo lắng. Tôi tưởng tượng anh bị bắn và bị lục lấy hết tiền. Khi anh về, tôi nhẹ cả người, nhìn anh ngưỡng mộ và phục sự can đảm của anh và vì anh đã giúp gia đình có tiền mua nhiều thức ăn hơn. Sau đó, khi chú Át và anh Van Tha cùng đi với anh, tôi mới yên lòng và ngủ được. Nỗ lực học tiếng Anh của tôi không ngừng lại, mặc dù tôi không còn tiền để trả học phí nữa. Tôi tự học tiếng Anh một mình. Tôi ôn lại các bài dịch từ cuốn Essential English Book 1 tôi mua được và từ cuốn tập của mình. Tôi tự tìm từ ghép thành câu rồi đọc lớn lên cho mình nghe. Tôi cũng tìm được một cách khác để học tiếng Anh nữa. Khi đi lang thang quanh trại, có một lần tôi nghe lỏm các từ tiếng Anh phát ra qua một khung cửa sổ, nhìn vào một lối đi hẹp. Tôi lần theo tiếng nói và thấy bốn người đàn ông đang đứng trong một ngôi lều dài, ghi chép vào trong sổ tay. Nhón gót lên, tôi nhìn qua vai họ vào lớp học và thấy các chữ tiếng Anh cùng các nguyên âm được chép trên bảng đen. Dầu đã tiến sát về phía trước, tôi cũng chỉ mới nghe được các từ tiếng Anh từ miệng thầy giáo. Tôi phải tranh thủ đến sớm để giữ được chỗ cửa sổ để có thể nhìn thấy bảng đen. Trong khi đó, cũng có nhiều người khác khám phá ra chỗ này. Phần lớn là đàn ông, cũng có một vài phụ nữ đến tụ tập phía sau chúng tôi, nhìn qua vai chúng tôi. Họ chép lại từ sổ chúng tôi và những người đằng sau họ lại chép lại từ sổ giấy của họ. Ngày qua ngày, càng có nhiều người đến đây làm nghẽn cả con hẻm. Cái đám đông học sinh đói chữ người Campuchia này đứng tràn cả ra con hẻm kế cận, xa đến cả 100 mét, hí hoáy ghi chép dưới ánh mặt trời chói chang. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.